those scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da da. Những vũ đạo rất sôi động và quyến rũ vừa rồi chính là lời chào đón quý vị đang đến với chương trình sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, lễ ra mắt dòng sản phẩm mới nhất của chúng tôi, Louis Premium. Hôm nay là cái buổi lễ ra mắt 5 dòng sản phẩm mới của Louis Premium. Hy vọng với 5 sản phẩm lần này, đó là cái sự đầu tư và cái tâm huyết của công ty đã đưa vào những cái lọ nước hoa này để nhằm mang đến những cái sản phẩm chất lượng, đặc biệt với cái giá thành dành cho người Việt Nam thì tôi hy vọng rằng sẽ được nhận sự ủng hộ cũng như là yêu thương của quý khách hàng cũng như là hệ thống Hoàng Hưng Long, và tin chắc rằng với cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại cái doanh số bán hàng thật khủng cho toàn hệ thống Hoàng Hưng Long. Những sản phẩm mới của chúng ta thì chất lượng được đầu tư rất là cao, và bao bì sản phẩm đến chai lọ đều là được thay đổi mới và chất lượng hơn nữa để mang đến cho tất cả các khách hàng của Hoàng Long một sự tin tưởng và một sự đặc biệt hơn rất là nhiều, và đặc biệt là một cái giá cả rất là Việt Nam để cho người tiêu dùng Việt Nam có thể trải nghiệm. Và xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Của chúng tôi khi tổ chức một chuỗi event như thế này là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm nước hoa hoàn toàn mới. Như thời gian vừa qua là 2 ngày, ngày hôm qua khách hàng đã được thử trải nghiệm nước hoa theo một phong cách hoàn toàn mới. Là ngoài những quầy giới thiệu nước hoa thì chúng tôi đã phổ cập thêm một gian hàng là điều chế nước hoa theo sở thích. Có nghĩa là khách hàng có thể tùy ý chọn mùi hương, sau đó điều chế ra một loại nước hoa mang tính chất là tham khảo và cơ bản. Sau đó chúng tôi sẽ hướng đến khách hàng là những sản phẩm nước hoa thật sự cao cấp là như thế nào. Vâng, và Louis Premium chính là một điều khẳng định cho nước hoa cao cấp là như thế nào. Đại gia đình Louis Perfum và tập đoàn Hoàng Hưng Long rất tự hào khi có được sự góp công rất lớn đến từ những giám đốc quyền cũng như những nhà phân phối và đại lý rất tài năng của chúng tôi. Thưởng thức tổng hương tiếp theo, Jack và KICN.